Bạn Phượng hỏi đông phôi khi mình sinh thiết thì có hư phôi hay không? Nếu là phôi ngày năm, cái việc đông phôi và rã đông phôi nó gần như 100% là nó như nhau, và chúng ta sinh thiết phôi ở phôi ngày năm thì cái việc sinh thiết phôi, việc mà ảnh hưởng tới phôi nó sẽ rất là thấp, do là nó rất là nhiều tế bào. Nếu mà phôi ngày ba thì nó chỉ có 8 tế bào, thì chúng ta lấy tế bào đi mà chúng ta làm để sinh thiết phôi thì nó sẽ tổn hại tới phôi. Còn phôi ngày năm chúng ta thường là chúng ta sinh thiết ở ngoại bì giá phôi, có nghĩa là phần mặt nhau á, và chủ yếu nó không đụng vô cái khối tế bào bên trong là hình thành thai á, thì như vậy á, là cái phần nhau hầu như là cái việc mà ảnh hưởng nó cũng không nhiều. Do đó là mình có thể làm sinh thiết phôi, đối phôi ngày năm rã đông phôi ra thì chúng ta làm sinh thiết.